Đấy, mập. Vừa bé Tốt lên vô ra khui quà nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Muốn đi nhà sách không? Dẫn đi nữa. Đây, mua cái bàn sắp lại cho nó gọn cho bé Tú Linh học nè. Cô là cô ưu tiên cho bé Tú Linh, không có Phúc nào, Phúc thượng kế thôi. Tại Phúc không có thương chú Bình Định. Ba cái này gặp lại đó. Trời ơi, chết rồi. Giờ nó thương tôi quý vị ơi. Thằng này là không được rồi. Đấy, có hình heo xa luôn đó. Rồi ngồi thử đưa cái kia lại. Ghế phía bên kia nè. Đó. Rồi, hai chị em ngồi đối diện đây nè. Nói sách đại học nè. Thích không? Thích ông Phúc? Thích không chú mua cho anh cái nữa? Nó giỡn nhà mà chặt rồi mở đâu? Trời ơi, mở nó đó. Mày ngủ trong lửa cái bộ bàn đó là chú mua tới 520 ngàn đó, còn cái ghế thêm mua cho ông Mập là 100 ngàn nữa là 620 ngàn rồi nè. Rồi giờ đi nhà sách nữa nè, mua đồ. Cô gửi 2 triệu đó, rồi còn dư lại là cô nó chỉ cho bé Tú Linh thôi, còn dư lại tiền cho Tú Linh mua bánh kẹo ăn, không cho ông Phúc Mập. Dạ. Trời ơi. Đã ghê luôn không? Mà không ai thương nữa. Ừ đúng rồi, không ai thương hết luôn. Con hai chị em học chung á. Hai chị em học chung đó. Ở xếp cái bạn lại. Xếp lại, mẹ biết xếp không? Lấy chân lại em hút. Lấy chân ra có mập. Xếp lại cho nó gọn, tại nhà chặt chọi nên phải mua cái ghế xếp. Ôi trời ơi, kìa. Để nhà xếp. Cái ghế. Xếp cái bạn, cái ghế ra mập. Rồi, bé Tú Linh nói lời cảm ơn cô Mạnh Thường Quân ở Mỹ đi. Bữa mua đồ tặng quần áo cho con luôn rồi đó, là cô đó đó. Rồi nhớ học giỏi cô mới mua cho điện thoại. Dạ. Phúc nữa nha. Dạ. Cảm ơn cô đã mua bàn học cho con. Nói. Tôi ra cái đường Ngô Gia Tự nguyên một con đường bán đồ xịn sò luôn nè. Đúng em, đúng em. Không có bàn đi. Phúc buồn Phúc. Mấy cái này là bàn nè. Học ké chạy một cái bàn được rồi. Thương chú Bình Định không? Bữa nay nó thương rồi chứ. Rồi có thương cô Tiêu Tiêu Phút không? Không. Trời ơi, nó trở mặt rồi quý vị ơi. Ở nhà nè. Cái bàn được cái này nè. Em đi cho mày làm gì? Tí nữa coi chú dẫn con đi mua cái nón. Dạ. Nón dài để con đợi cô biểu gì đó. Rồi bây giờ Phúc Mập với chú với chị đi nhà sách lắm nè. Dạ. Đi. Ơi. Dạ. Này của chú đó. Hả? Dạ. Trời ơi làm 100 ly nữa quý vị ơi. Ơi đây ra coi cái bàn học này trong số. Mạnh Thường Quân tặng Tú Linh với Phúc nè. Con này á Mỹ á. À, mua cho 100 ly cam. Vậy hả? Ký cam tươi nữa. Trúng bánh rồi. Cái bàn coi sắp lại luôn đó. Sắp lại đường luôn. Trọng mệt đi chảo. Cho nó sắp lại cho nó gọn đó. Để à. Đây. Và bây giờ chị Thùy ra phụ trọng súng là 100 ly tiếp quý vị ơi. À, dễ thương quá cà phê. Đường đi vào nhà sách nè. Hôm nay có một Mạnh Thường Quân giáo tên ở Mỹ tài trợ cho bé Tú Linh sách vở. Mua về chọn đây nha Tú Linh. Mập thái đì tướng thấy ghét không? Mua gì chọn đi. Hả?
Con mua tập sách, tập viết, vỡ gì đó, đồ chữ ra. Quá trời luôn nè. Chọn thoải mái đi. Chọn sách lên đây nè mày. Trời. Chọn màu lên mày. Kêu em chứ sao sao em cơ mày. Nó thích gì mua đó chứ. Lấy màu đi mày, màu đẹp đi. Nè. Nè. Lấy đi. Của anh nó xài luôn hả? Xài hết không vậy? Rồi mua sách vở gì đó đi. Sách vở đồ viết gì á. Đây, lựa sách vỏ từ từ thôi, sao mà lựa nhanh vậy? Tự nhiên. Ê ê ê, lựa sách lớp 7 em chơi cho bà nội. Lựa lớp 1 thôi. Toán lớp 1 kìa. Bên đây nè. Học lớp 1 thôi, bé tập viết nè. Sách tập viết rồi nè. Trời, dính nhạc không biết dính bản quyền không nữa. Mẹ ở đây lớp 1 nè, không nè. Ê sao quýnh em vậy? Tập tô chữ, tập viết kìa, mua đó. Đúng rồi, cũng tập viết đó. Mua về phải học nha, mua không học tôi bún đó. Mua về xé hết đi. Không, hai đó ham học, Phúc thích học mà nó học không, không giỏi thôi. Trời, tiếng Việt nó còn chưa rành, cho nó học tiếng Anh cha. Đây, xây mặt lại đó nè. Đây. Sao mua cái gì đây? Ngọc lửa tiếp đi mà. Nè nè, đây có một cuốn bé làm quen với chữ số nữa nè. Mặc đi. Làm quen với chữ số đi, bắt đầu mình học số, học chữ rồi, chữ cái rồi từ từ được rồi. Nè, cái này nè. Gì? Mày lấy cuốn đi mày, học đích. Quấn tập đô chữ, tập viết kìa. Tập đô chữ. Sao con cứ la em biết vậy? Một cái thôi, lấy hai cái nữa. Ừ. Qua đây. Viết hết luôn mà mua nhiều dữ vậy? Mua rồi. Cái sách đó học á. Mua cái này mà nè, học á. Viết chữ qua. Đây. Mù hết rồi mà. Vui không? Vui hả? Giờ có thương chú Bình Định không? Thương. Trời ơi, giờ nó thương kìa. Ngày mai là nó hết thương. Ngày mai là hết thương á. Nó thích gì mua với hướng dẫn, đó là con trời mà. Ê, nói nghe nè. Con phải mua mấy cái cuốn như thế này nè. Để con luyện cái chữ viết của con á. Với lại bé Tú Linh á. Để con mua những cái cuốn này nè cho về. Để con luyện cái chữ viết của con đẹp hơn. Nè, nó có chấm 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 này, con chỉ tô theo thôi. Thấy không? Ê, nãy giờ có lựa lấy cuốn nào cuốn giống này chưa? Đưa cho con. Bé tập viết chữ hoa nè. Wow, wow. À, đây nè. Ông kia em thích Doraemon nữa kìa. Ừ. Bây giờ con mua những lấy những cái cuốn này nè. Để con về con luyện cái chữ viết của con. Đó, luyện cho chữ của mình nó đẹp. Đây nè. Mua đồ chơi kìa. Bé làm toán quen với toán học kìa. Ai? Không, cộng 10 bạn nhiêu? Cái gì? Nè. Mua cái gì học được chứ sao mà. Trời ơi. Để lại đây. Nè Tú Linh, mua nè Tú Linh. Mua Elsa nè. Nè. À, cái cuốn tô màu. Nè đây coi nè. Lúc nãy có. Nè. Hình dáng nè. Con ngấu kìa. Đây. Đây mua.
đây có cái để chạm nào không ta? Nè, lên đây coi thử đi. Tụi em đang ở nhà sách Bình Tân để dẫn cho hai bé mua sách mua vở nha quý vị. Mua sách học chứ mua sách chơi à. Cái này là chuyện mà. Nó không biết chữ thì sao nó đọc được. Nó coi hình thôi, nó chưa biết chữ. Ở cái này dán nè. Ảnh phái siêu nhân rồi. Tô màu siêu nhân kìa. Thằng ấy lanh lắm. Nó tô màu siêu nhân kìa. Ở trường con có cái đó không? Không. Không có hả? Con muốn làm siêu nhân gâu không? Dạ là cô, con thích chú Bình Định nha. Đừng thích cô Ti Ti nữa nha. Bây giờ thích chú Bình Định hơn hay cô Ti Ti hơn nè? Nói mập. Chú Bình Định. Trời ơi. Trời ơi. Giờ giờ cho đồ nó là nó thích à. Bữa qua nó thích về cô Ti Ti. Thành ra là xạo quá. Mày cũng giống cha mày lắm. Ừ đúng rồi đó. Giống quá là giống luôn à. Trời ơi. Kìa đồ chơi nè. Đồ chơi nè. Chơi gì? Mua đây. Thiếu tiền ba mà trả. Ở đó sao ồn quá vậy ta? Wow. Giờ chơi quá nè. Lên lên bên kia đi. Ừ. Rồi. Ở đây cũng có nhiều đồ chơi. Có thì đồ chơi. Gì đó. Ủa sao bữa nay nó còn bán bánh kẹo ta? Ngày khách mà còn có hả? Trời ơi. Bộ đồ phim nhân ra luôn. Tết đi nhậu không? Mua nhà sách xong về để nhậu được không? Được không? Còn không mua mấy cái xịt tích dán hả? Nè, cái này đẹp nè. Cái này dán được không ta? Cái này là cái gì ta? Thôi dán nó về bữa nó chóc đi kìa. Đi đâu vậy mày? Trời, mua đồ chơi đâu ra? Không đi cái tướng không kìa. Ê Phúc ơi, con là được ké mà người ta mua cho Túc Linh chứ mua cho con đâu. Mà con đòi mua tùm lum hết à. mua cặp đi học không? Thằng Ngọc làm được luôn rồi. Phúc ơi. Ngọc ơi. Lạc đó. Ủa đây Ngọc. Mua được chưa nè. Thôi thôi, bỏ đây. Không mua. Mày ở đây, đứa chén nè. Người ta mua đồ học từ từ, mua đồ chơi. Ôi đồ chơi quá trời còn ở nhà. Bữa cô lại ra Sài Gòn mua quá trời đâu mà... Sao cái gì cũng muốn mua vậy? Mà quý xé hết trời. Sao xé bữa một đống luôn mà. Cái gì nè mất? Gì? Nè, đèn bia mua đi. Mày lấy đi chứ mình là cho tiền là lo gì. Đưa lấy đi. Đèn mất. Đèn làm cái gì vậy? Đèn mất. Đèn mất. Đưa này chứ không? Người ta là mua cho chị Tú Linh, không mua cho con đâu, con lựa quá trời vậy, để chị Tú Linh lựa nè. Cái hồi xưa có cái cô Xuân bên Mỹ cũng có mua cho con cái ba lô rồi, cũng có cái ly đó này đâu hết trơn này. Phá hết hả? Dạ. Còn muốn mua là mua đi. Dạ. Cái lợi. Thích nào? Mà lấy nó làm cái gì vậy? Bé Tú Linh muốn mua chai nước màu hồng hả? Mua lấy nhanh lên đi, chỗ đó anh hơi ồn quá, lắm màu hồng đó đi. Con đựng cái gì mà con thích màu đó? Nước uống. Nước uống hả? Để xin nước uống của cha hả? Dạ. Mập ơi, đi. Mày mua hết cái này. Nó đi ké với chị nó mà nó mua đủ thứ hết cái gì cũng được luôn á. Ờ gì mà mua đó. Rồi không mua hết rồi nè, tính tiền nè, còn mua gì nữa không? Mua cặp không? Dạ. Mua cặp nữa hả? Không có đi học mà mua cặp. Vậy đi không học đi mua tập đi. Mua tập để nó tập viết ở nhà chứ giờ chưa đi học mà. Túc Linh ơi, qua đây nhanh đi con. Chỗ đó ồn quá. Ở đây rất là nhiều đồ nha quý vị.
Tú lên. Qua bên đây đi. Ôm. Cái đó là cái gì vậy? Đi đi nhanh lên nè. Rồi ra tính tiền nè, còn muốn gì nữa không? Trời ơi trời ơi. Mua chọn biết chọn á. Đã nè, mua bột rau cao này về làm rau cao cho mẹ ăn. Mẹ má. Nó mua được hả? Nó mua. Trời ơi. Trời ơi, có con chị. Thả tay mạnh quá. Chị gì kỳ cục quá. Thôi ra tính tiền đi con. Nè, nước ngọt rồi Phúc ơi. Nước ngọt nè Phúc ơi, mua lắm uống Phúc. Uống không? Có ăn bánh kẹo gì mua đi. Có bánh kẹo đó con mua con ăn đi. Chơi xà láng luôn đi con. Mập đi cái đây coi. Thế lựa chọn bánh kẹo với ngọt kìa. Nước ngọt quá trời mẹ. Mua cho hết tiền của cô Mạnh Quân ở Mỹ luôn đi. Thiếu thì chú Bình Định bù. Chắc kẹo là chắc thiếu à. Đây đây đây. Chọn kẹo về mua đi. Nó muốn mua sữa kìa út nè. Sữa gì trời. Vậy nó cũng ôm hết trơn á. Nó đi 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 ké chị nó mà nó mua nhiều hơn chị nó. À, mua cái gì lái đi. Milo. Milo. Con mua về con giáo chứ mập nó uống hết á. Đúng không? Uống chị là không được uống, nó mua tiếp sữa nữa nè. Trời ơi. Con chở không? Kệ nó muốn mua gì nó mua đi. Còn chỗ ơi, gửi chú nè, chú cầm tiếp cho. Trời ơi. Trời, nó mua sách thôi. Cầm sách lên. Chết rồi. Chết rồi. Ở lại. Coi nè. Rồi nó mua một đống luôn quý vị ơi. Nó chục cuốn luôn á. Rồi tiền đâu mà chú Bình Định trẻ đây. Đi. Nhanh ra tính tiền nè. Rồi nó mua một đống luôn nè. Nè con ôm vậy đó. Hết tay cầm đi. Trời nữa hả? Nó còn lấy cái siêu nhân này nữa nè. Trời ơi, về sữa nó bỏ sách hết. Rồi. Chết rồi, mập vô. Mập vô mùa luôn rồi. Bây giờ để xuống giúp đi rồi cầm cái đó lên. Trời ơi, tôi lấy sách nó vỡ đây, tôi bỏ hết cho biết nè. Đây. Lấy sữa nữa đi. Đây. Đây nè, cầm đi. Ông mập nè. Đây ra tính tiền kia kìa. Kẹo đây con. Đây. Sợ mập luôn á. Tôi sợ ông luôn mập. Con này em làm em cầm giùm cho nó một đống rồi còn nó khi em đi vậy đó. Mập rịch. Tính tiền gì ơi. Quá trời. Ai cầm luôn đi, cầm đi của bạn, bạn cầm đi, bạn đưa tôi làm cái gì? Hết tôi cầm luôn hả? Hết tôi cầm hả? Cái hôn à. Làm sao kỳ á. Bỏ lên đây nè con. Bỏ lên đây nè. Rồi con bỏ riêng cho nó. À, của con bỏ riêng đi. Để nó về nhà. Đây của con riêng đúng không? Dạ. Về nhà mới chưa. Trời ơi nó uống sữa quá trời nè Tú Linh. Về nhà nó cũng cần quýt gì mất hả. Sao con mua sách vở ít hơn mập vậy? Nó mua ké sao mua nhiều dữ vậy? Con mua màu. Đứng lên chỗ bà chị kìa. Đừng có mua kẹo nữa. Con cái nè. Để bên em đi. Rồi đưa hai nó mua để riêng nè quý vị. Chịu thói không?
hai chị em mua mà để hai cái bịch riêng của anh ấy xài á. Sữa cũng của anh ấy xài luôn hả Tú Linh? Vậy không có dành nha. Trời ơi, của bên nào đây con? Của bé trai á. Bên này hả? Đó. Rồi còn đó là của nó đó. Trời ơi, của con gần 1 triệu rồi đó. Rồi tiền đâu mà trả mập. Ở đây. Ở lại nha. Ở đây là mới sinh cho ta. Rồi nó nhảy lên 3.3 triệu rồi nè. Ở đây lát chú Nam về kêu cha lại đón nha. Là chuồng thằng Phúc nó mua nhiều quá hết tiền luôn. Nó mua tới chục cuốn lận mà học có hết rồi mua dữ vậy. Nó để nó xé. Trời ơi chị mua sữa này được này nha. Riêng của thằng Phúc là 429 ngàn rồi nè quý vị. Rồi của con đó. Đứng im đó, không được đi, từ từ. Của con là 429 ngàn đó. Chị còn mua ít hơn con à. Mua tiếp, mua xe đua không? Sao quýnh em vậy? Lâu lâu có dịp đi ăn ké mua cho nhiều hơn. Ừ. Mạnh Thường Quân cho tiền mua cho chị Tú Linh mua đồ đâu cho con đâu mà con mua dữ vậy. Con mua nhiều tiền hơn chị luôn. Là lên tới 594 ngàn rồi nè. Mua kẹo, mua bút. Rồi, Tú Linh sách nữa kìa. Rồi, chắc bác hai đứa đây ở lại nhà sách luôn rồi. Quá trời tiền nè. 709 ngàn 727 ngàn, lên nữa. Rồi, hết tiền rồi. 769 ngàn tổng cộng. Là của Phúc Mập nãy là 400 mấy hả? 420 mấy ngàn. Tú Linh có 300 mấy à. 769.500 đồng cho 770. Điền đó chị ơi. Bill nè quý vị ơi. Bill từ đầu đường tỉnh lộ 10 đến cuối đường tỉnh lộ 10. Nó mua vậy đó. Mua 770 ngàn. Cầm bill. Cầm bill cắt giữ đó đi. Từ từ. Dạ. À đi về. 770 ngàn đó. Trời ơi mua sữa về uống liền vậy hả? Có 7 cuốn đó. Nó đi mua ké của chị Tú Linh mình nó mua nhiều hơn trời ơi. Rồi. Nó mua tới mình nó là 400 mấy đó. Còn bé Tú Linh là có 300 mấy à. Nó còn mua sữa trời bây giờ nó uống kìa. Mua đây cái bàn. Cái bàn với cái ghế là 520 ngàn. Mua thêm cái ghế xanh cho thằng Mập 100 ngàn nữa là 620. Chứ đi nhà sách là mua 770 ngàn nữa là 1.390.000. Là cô tặng là 2 triệu là còn dư tới 610 ngàn. Còn mua thêm cái nón nữa. Nón nữa chắc để bữa nào mua. Rồi cô nói còn dư tiền cô tặng con để ăn uống cái gì nè. Thì riêng con nha là 610 ngàn còn dư đó. Rồi tiền nó để dành mua thêm cái nón nha con. Bỏ vô cái sắt. Ừ. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Cảm ơn cô Mạnh Thường Quân giáo tinh ở Mỹ đã mua đồ cho bé Tú Linh nha. Rồi cảm ơn cô rất nhiều ạ. À.